rồi. Rồi tất cả mọi người nhá. Hình như là chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Danh HD. Hôm nay anh em mình đã có mặt ở cây rút tiền rồi mọi người. Rồi. Hôm nay là lương của mình sẽ về nhá. Lương YouTube nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đi rút nha mọi người. Đang đứng ngoài đợi. Đây là những anh em trong team mình nhá mọi người. Đây đến lượt mình rồi, bây giờ mình sẽ vào mọi người. Đi vào đi. Được ra. Thử hắn làm cái trò đi. Được ra. Bây giờ anh em mình sẽ vào rút tiền cho mọi người. Ba man, ấn đâu? Đây. Hiểu kiểu gì? Tám ấn, tám yên đây. Nó rửa ấy. Mùi trầm chút nhá. Ố. Đặt cái lên, quay đi. Màu xanh này. Đúng rồi, màu xanh này, đang dùng hết kìa. Tiền đang ra rồi mọi người. Mình đợi mình trước nhá. Có cả một ma nữa. Ờ, có một ma. Xin ai với xin ai. Ok. Đây mọi người nhá, đây là số tiền trong 2 tháng mình làm YouTube ở bên Nhật này. Bây giờ mình sẽ đi lên trên kia và mua một chiếc đàn về để đánh cho mọi người xem nhé. Và bây giờ mọi người đi. Chắc là người Việt Nam rồi. What the hell? Mình đến rồi mọi người ạ. Đây mình đang đến ga rồi mọi người. Mãi mình đến.
mình đã đến rồi nhá mọi người. Đói quá, bây giờ anh em mình phải đi ăn thôi. Đi. Đấy, lại một em nữa này. Ý. Đang đi ăn mà gặp nhiều người Việt Nam các mọi người ơi. Mọi người thấy có đẹp không? Việt Nam thì cũng đi đến Hàn thế, công nó chuyện chắc không. Còn đấy đâu nhỉ? À, say say sưa. Anh mình đang đi tìm quán ăn nhé mọi người. Nhìn cái biển này giống giống Việt Nam nhỉ? Cứ tưởng mới đầu cứ tưởng quán ăn Việt Nam đây. Chụp quá, chụp rồi. Đây chụp ảnh mọi người. Mời mọi người ăn ăn món lộn lộn tai nha mọi người nhá. Mình sẽ cho mọi người xem món phở đây nhé. Mình vừa ăn xong rồi mọi người ạ. Mình vừa ở trên trên quán này xong, ăn xong rồi. Bây giờ mình đang ngồi đợi anh em đi về. Ngày rất là mệt mỏi. Đây đợi quần của mình ra rồi anh em ạ. Long đâu? Là anh em mình ngồi ăn xong rồi mọi người ạ. Anh em mình đang ngồi đợi một thằng em của mình nữa ở trên kia. Đang mua đồ bên trong kia ra rồi mới đi về mọi người. Có lẽ mình kết thúc clip đây thôi mọi người. Nếu mọi người thấy hay like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Bye bye tất cả mọi người.